Tiếp tục đến với nội dung bộ phim Thần Mộ. Trong lúc linh hồn bị giam giữ thì hắn được quay về trong quá khứ. Hắn nhìn thấy trước mắt mình là Thần Nam và Vũ Hinh ngày đó. Hắn xúc động định chạy tới ngăn cản thì bị một màn chắn trong suốt chặn lại. Thì ra màn chắn đó chính là khoảng cách giữa mộng và thực. Thần Nam nhận ra những gì đang xảy ra trước mặt chỉ là mộng cảnh do linh thức kết tinh tạo ra mà thôi. Chứng kiến hình ảnh Vũ Hinh tan biến, hắn vô cùng xúc động. Nghĩ mình có thể cứu được nàng nên hắn liên tục đấm vào màn chắn hòng phá ra. Vậy nhưng sau khi thoát ra thì thân thể lại bất ngờ rơi xuống nước, chìm sâu xuống dưới đáy đại dương. Khi Thần Nam ngoi lên trên thì đã thấy Vũ Hinh ngồi trên bờ. Hắn xúc động chạy tới ôm nàng với vẻ mặt đầy hạnh phúc. Hắn biết đây chỉ là mộng cảnh, vậy nhưng cho dù có là mộng thì cũng không sao cả. Về phần lão yêu quái thì lại rất chật vật vì đang bị những sợi dây thực vật truy đuổi. Bọn chúng muốn thay Thần Nam diệt kẻ xâm nhập. Vũ Hinh đưa Thần Nam về nhà mình, vì cái chưa bắt được nên đành phải ăn tạm cháo với rau xài. Đối với Thần Nam, chỉ cần được ở bên nàng thì cho dù mỗi ngày đều ăn cháo thì cũng không sao cả. Đang ăn thì thân thể của Vũ Hinh liên tục chấp chấp như sắp biến mất. Thần Nam lo lắng đứng dậy, ngoài miệng thì nói không sao, vậy nhưng trong ánh mắt lại chứa đầy nỗi sợ hãi. Hắn sợ rằng nàng sẽ biến mất mãi mãi. Hắn nói nàng ở nhà ngoan ngoãn chờ đợi, để hắn lên núi săn ít thì sừng bồi bổ thân thể cho nàng. Hắn đi tới bờ sông thì thấy bóng hình của mình dưới sông. Cái bóng lên tiếng khuyên ngăn, rõ ràng Thần Nam biết rõ mọi thứ là giả, vậy nhưng tại sao vẫn muốn ở lại? Thần Nam thấy vậy cũng không nói gì, đành bỏ đi. Nhìn thấy Vũ Hinh đang ngồi ngắm trăng ở bên bờ sông, hắn liền xuống dưới cùng nàng. Trời chờ gió, kéo Vũ Hinh về nhà thì nàng nán lại. Quay sang thì thấy thân thể nàng đang dần mờ đi. Trước lúc tan biến cũng không quên nói lời cuối cùng với Thần Nam. Hắn ta có thể nhớ kỹ tới nàng, lại còn ở bên lâu như vậy cũng đã khiến nàng vui vẻ rồi. Nói xong, Vũ Hinh ôm Thần Nam lần cuối rồi tan biến lên trời. Đồng Đồng chạy vào trong tàng thư các để kiếm Thần Nam. Nó không cẩn thận để bị ngã, ngọn nến cũng rơi xuống rồi bén lửa làm cháy con gấu bông của Sở Ngọc. Trên bầu trời cháy rực lửa, Thần Nam nghe tiếng gọi của Đông Đông nên nhanh chóng lao xuống dưới sông. Vậy nhưng bắt gặp phiên bản khác của mình đang bị trói. Phiên bản bị trói chính là phiên bản tương lai. Thần Nam tương lai không quên hỏi thăm đối phương. Trong thâm tâm hắn có thể quên hết mọi thứ ở quá khứ hay sao? Người nhà, kẻ thù, chân ái, hắn ta đều không thể quên được. Nhưng hắn quay lại Thiên Nguyên Đại Lục là vì có việc cần tìm. Có người còn đang chờ, hắn nhớ lại mọi chuyện mình đã trải qua từ lúc đội mồ sống dậy cho tới hiện tại đang cùng với Đông Đông và Sở Ngọc. Quá khứ của hắn cũng không xung đột với tương lai. Thần Nam của quá khứ và Thần Nam hiện tại vốn là một thể. Nói xong rồi hai người liền nhập vào nhau, sau đó quay lại được Tiên Ma Lăng Viên. Thần Nam gặp được lão yêu quái ở đó. Nhìn qua là hắn biết được ngay, lão rời cho quỷ sau lưng. Hắn hỏi lão vì sao linh thức của lão và hắn lại ở trong Tiên Ma Lăng Viên. Lão cho biết chính Tiên Ma Lăng Viên ở trong cơ thể của hắn, chú hắn không ở Tiên Ma Lăng Viên. Điều này làm cho Thần Nam vô cùng bất ngờ. Đi theo đốm ánh sáng, bọn họ cuối cùng cũng thoát ra. Thần Nam tỉnh lại, lão yêu quái cũng vậy, nhưng bộ dạng lão ta lại trở nên yếu ớt già nua. Bây giờ đã không còn hy vọng nữa, cho nên lão cũng thẳng thắn tiết lộ ý định giữ hắn lại chính là để đoạt xá. Không ngờ kết quả thất bại, Thần Nam lại không bị thương chút nào, còn lão thì phải chịu nhân quả vì chuyện vừa rồi. Lão dường như biết được lai lịch của Thần Nam nên nói cho hắn biết, chỗ giao giới của Đông Tây Đại Lục có một thành trì độc lập tên là Thành Tự Do, nơi đó có lẽ có đáp án mà hắn muốn. Thần Nam không nói lời nào mà trực tiếp đi ra ngoài. Giữa đường bắt gặp Đồng Đồng, nó đang lo sợ bị Sở Ngọc mắng vì làm cháy con gấu bông. Bữa lúc Sở Ngọc cũng đi tới tàng thư các. Thấy hắn tỉnh dậy liền mừng rỡ, hắn kéo Sở Ngọc tới gặp bề hạ và trưởng công chúa để xin họ đừng gả nàng cho Tư Mã Lăng Không, vậy nhưng Sở Ngọc lại không muốn. Thần Nam cho biết nếu nàng ta không đắc tội nổi thì bỏ trốn cùng hắn. Sở Ngọc vẫn kiên quyết, bản thân quyết định ở lại để tiếp nhận sự an bài. Mấy ngày này xảy ra nhiều chuyện, nàng phát hiện ra mình chưa từng làm tròn chức trách của mình, vẫn luôn khiến cho phụ hoàng và tỷ tỷ thêm nhiều phiền phức. Bây giờ nàng không muốn như vậy nữa. Thần Nam là bằng hữu tốt, nàng hy vọng rằng sẽ nhận được sự chúc phúc của hắn. Nếu đã làm bằng hữu thì hắn sẽ tôn trọng quyết định của nàng. Sở Ngọc đang ngồi buồn trong tầm cung thì trưởng công chúa tự tay làm bánh trôi nước mang tới thăm. Hai người ngồi ăn cùng nhau, trưởng công chúa mắt ngấn lệ dặn dò nàng sau này phải siêng năng tu luyện, đọc nhiều sách, tự chăm sóc tốt cho bản thân, không thể lén chạy ra ngoài như trước kia nữa. Cuối cùng trời cũng đã sáng, hôn sự của Tư Mã Lăng Không và Sở Ngọc cũng đã tới lúc diễn ra. Vậy nhưng đợi mãi mà không thấy Sở Ngọc, hắn vô cùng lo lắng. Đúng lúc đang hồi hộp thì Tần Nương cũng xuất hiện. Điều ngạc nhiên là chỉ có một mình Sở Ngọc đi tới, trưởng công chúa và bệ hạ thì không. Dù gì cũng là công chúa đi lấy chồng, vậy nhưng một tỷ nữa chăm sóc cho cô dâu lại không có. Lại để cho nàng ta tự mình đi vào tẩm điện. Gương mặt của Tư Mã Lăng Không có vẻ buồn buồn. Hắn ta tiến lại gần Sở Ngọc để mở khăn che mặt. Vậy nhưng còn chưa kịp làm chuyện đó thì Sở Ngọc đã tự mình kéo khăn che mặt xuống để lộ rõ ánh mắt đầy sát khí và căm hận.
Trong khi đó, thần Nam và Đồng Đồng đã ra bên ngoài cùng, cả hai đang chém một bữa no nề. Dù ăn cả chục chén rồi, vậy nhưng Đồng Đồng vẫn chưa thấy no, thậm chí còn đòi thêm ba bát nữa. Thần Nam xoa đầu nó rồi nhìn bằng ánh mắt có chút tiếc nuối, cuối cùng cũng phải rời hoàng cung mà đi. Đồng Đồng cảm thấy cứ bỏ đi như thế này cũng quá tàn nhẫn cho Sở Ngọc rồi. Trường công chúa vừa tỉnh dậy sau khi bị Sở Ngọc đánh thuốc mê thì lập tức bị kẻ nào đó xông vào bắt đi. Ở trong đại điện, hôn lễ của Sở Ngọc và Tư Mã Lăng Không vẫn chưa được diễn ra. Do lành sắp tới rồi, thế mà bệ hạ và trường công chúa vẫn chậm trễ chưa tới. Tư Mã Lăng Không sốt ruột không muốn chờ đợi, vậy nhưng phụ thân hắn không đồng ý. Đại sự lớn như vậy, hắn có thể qua loa cho được. Lão muốn đích thân đi mời bệ hạ tới. Sở Ngọc nhận ra mục đích thực sự của lão là dùng mình để uy hiếp phụ hoàng nên lập tức trách mắng. Đáng tiếc là không có tác dụng, lão ta ra lệnh cho người ép Sở Ngọc mau chóng tiến hành hôn lễ. Bọn họ vừa mới tiến lại gần thì Sở Ngọc đã rút viêm bạo phù mà trường công chúa đã chuẩn bị từ trước. Chỉ cần phát nổ phù là toàn bộ nơi này sẽ biến thành đống đổ nát. Lão ta cũng biết được uy lực của tấm phù này, cho nên lập tức hạ lệnh quay xe. Sở Ngọc vừa mới nói xong lời chăn chối kiếp sau gặp lại mọi người thì thần Nam xuất hiện ngăn cản. Tư Mã Lăng Không tức giận, thần Nam dám hủy đại hôn của hắn nên lần này hắn nhất quyết không để cho thần Nam ra khỏi đại điện này dù chỉ là nửa bước. Đám thuộc hạ nhanh chóng xông lên tấn công. Thần Nam chỉ cần tung một chiêu đã làm cho bọn chúng văng xa. Đột nhiên một tiếng cười nham hiểm cất lên, tiếng cười đó là cô tên Nhân Kiếm. Gã ta còn mang theo bệ hạ và trường công chúa đến để uy hiếp Sở Ngọc. Vậy nhưng nào ngờ lại bị thần Nam pha đám, không những cướp con tin khỏi tay hắn mà còn phát động viêm bảo phù cho nổ đại điện chôn vùi hắn. Tuy đã cứu được Sở Ngọc và gia đình của nàng, vậy nhưng thần Nam vẫn bị ăn mắng vì tội tự ý hành động mà không nói trước. Suýt chút nữa thì đã hù chết nàng ta rồi. Đổi một cái đại điện hoàng cung để lấy mạng của Nhân Kiếm và Tư Mã Lăng Không, kèo này cũng không bị lỗ vốn. Vậy nhưng kết quả lại không được như mong muốn, cứ tưởng bọn chúng đã tan thành mây khói rồi. Vậy nhưng không, chúng bắn ra một mũi tên thẳng vào người Sở Ngọc. Thần Nam kịp thời phát hiện nên lập tức lao tới lấy thân mình đỡ đạn và bị một mũi tên bắn xuyên người. Không ngờ mũi tên này lại được bắn ra từ hậu nghệ cùng. Kẻ bắn tên lại chính là Tư Mã Lăng Không, hắn ta đang bị Nhân Kiếm điều khiển. Ngày đó, Nhân Kiếm cố ý để bị đánh rơi xuống vực, sau đó gọi ra con rồng bay đi. Cũng chính lúc tiếp xúc với Tư Mã Lăng Không thì gã đã viết lên người hắn một cái đồ án. Nhờ đồ án này nên Tư Mã Lăng Không mới bị điều khiển. Kế hoạch quá tròn vẹn, chỉ là không ngờ rằng toàn bộ kế hoạch này lại bị người ngoài như thần Nam làm xáo trộn lên. Bây giờ đã có hồng nghệ cung trong tay nên Nhân Kiếm tự tin có thể quét sạch đối thủ ngay tại đây. Gã dùng Tư Mã Lăng Không để kéo cung, vậy nhưng ai ngờ chuyện vận dụng hồng nghệ cung lại tốn nhiều sức lực. Hắn ta chưa kịp bắn phát thứ hai thì đã nằm gục xuống. Mặc dù bị đám người Đông Triều Quốc bao vây, vậy nhưng Nhân Kiếm vẫn không hoảng sợ. Gã đã bố trí sẵn một cái trận pháp. Sau khi huy động trận pháp, bầu trời liền xuất hiện một cái đồ án khổng lồ. Từ trong đồ án xuất hiện vô số con bướm. Đàn bướm như ông vỡ tổ lao ra tấn công mọi người và dân chúng trong thành. Người nào bị nó bám vào thân thể liền bị khống chế mất đi ý thức. Đám người Sở Ngọc chật vật chống cự, cơ hồ là phe mình tự đánh phe ta. Trường công chúa muốn phá hủy trận pháp vậy nhưng mất chút thời gian. Đám người Sở Ngọc chủ động lao lên cầu giờ, ba huynh đệ nhà họ Tài cũng xuất hiện. Một trận kịch chiến nhanh chóng xảy ra. Đối thủ của thần Nam là tên Nhân Kiếm, thực lực gã ta không tầm thường, dù đã cố gắng lắm mà vẫn không thể tiếp cận được. Sở Ngọc muốn lao lên giải cứu, ai ngờ lại thành gánh nặng. Đúng lúc sắp bị xiêm một đường vào thân thể thì Tư Mã Lăng Không chủ động lao ra đỡ cho nàng một đòn. Được hy sinh vì người mình yêu là điều mà hắn không hối hận. Nhân cơ hội gã ta đang phân tâm, thần Nam liền tặng cho gã ta một chiêu cầm long thủ thẳng mặt. Gã ta tức giận vươn tay ra hút lấy hồng nghệ cung định bắn trả. Khoảng cách gần như vậy, vậy nhưng thần Nam vẫn không hoảng sợ. Hắn tiếp tục lấy ra chiêu thức cầm long thủ tấn công, đối phương cũng nhanh chóng bắn tên. Một bên bị chiêu thức đánh thẳng vào mặt, bên còn lại thì bị tên của hồng nghệ cung cũng bắn xuyên người. Ăn xong chiêu đó, Nhân Kiếm vẫn chưa hoàn toàn chết, gã ta nằm hấp hối. Cố gắng vận dụng trận pháp nhằm đem mọi người chôn cùng. Những người bị bướm chạm vào đều sẽ phải chết. Đúng lúc tưởng như Đông Chủ Quốc sắp xong đời rồi thì Hồng Nghệ Cung lại có phản ứng. Nó tỏ ra ánh sáng chữa trị thương thế cho thần Nam. Ngay sau khi tỉnh lại, thần Nam liền dương cung bắn hai trận pháp của Nhân Kiếm, cứu sống toàn bộ người của Đông Chủ Quốc. Mọi việc đều đã giải quyết xong, Nam Chính cũng phải rời khỏi Đông Chủ Quốc để tìm hiểu về Thiên Nguyên Đại Lục. Cho dù sắp phải đi xa, vậy nhưng Sở Ngọc và thần Nam vẫn cứ như chó với mèo cả nhau suốt ngày. Hiện tại, Đông Triều Quốc đang chỉnh đốn lại triều cục. Việc quan trọng như thế này thì Sở Ngọc sẽ không thể giúp được gì. Nhân cơ hội nhàn rỗi như vậy, nàng ta liền muốn muội muội của mình ra ngoài rèn luyện thêm. Sở Ngọc nghe vậy vui mừng, nàng nhanh chóng nhảy lên lưng rồng rồi cùng với thần Nam rời đi. Tới đây thì phần đầu tiên của bộ phim Thần Mộ đã hết rồi. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi.
Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video sau nhé!